Sau Hoàng Nhà Đồ Điện xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng một con máy hút ẩm Sharp siêu khủng long bạo chúa các bác nhé. Một con máy mà nó đứng đầu trong cái phân khúc hút ẩm công suất lớn nhất. Riêng con này thì nói về mic chân voi còn phải e dè nó. Con này là một cái con máy mà trên thị trường anh em đánh giá là đứng đầu bảng về mọi thứ luôn ạ. Con này của thương hiệu hãng Sharp nhé. Một con máy hút siêu khủng long. Máy cực to khỏe. Chiều ngang này các bác nhìn này. Chiều ngang này hơn cả một găng tay nhé. Rất là nặng đấy. Kinh khủng luôn. Mình nói về hình thức đi. Con này hình thức con này thì đã được bên em Tutas làm cực đẹp rồi. Cực đẹp các bác nhé. Đã sơn sửa lại cực đẹp luôn. Nước sơn như là nhìn còn đẹp hơn cổng nguyên bản. Đẹp hơn cổng nguyên bản các bác nhé. Nhìn làm trông như mới. Nước sơn cực đẹp. Đấy. Các bác nào mà thích độ mới đẹp ở đây. Nước sơn nó quá mỹ mãn luôn. Cực đẹp. Máy được làm quá cẩn thận. Sạch sẽ. Con em để số 9 nhé các bác nhé. Đấy. Bọn Sharp này hút siêu trâu bò. Có cả ion khử khuẩn này các bác này. Ion khử khuẩn nhé. Con này thì nó là siêu đầu bảng rồi. Bình nước rất là to. Bên trong nội thất cái thứ còn rất là đẹp. Bình nước to tướng này các bạn này. Hút 26 lít. Bình nước làm khá to. Con này mà để bây giờ nhập được rất là khó đấy. Không có nhiều để mà nhập không nhé. Có bánh xe kéo như cái vali. Công suất hút là 26 lít một ngày. Con này đặc biệt là hãng Sharp thì thường là made in China, nhưng mà riêng con này thì sản xuất tại Nhật luôn. Công suất tối đa đấy, 26 lít mà chỉ có 360 W thôi, rất tiết kiệm điện. Khu vực dàn bên trong em đã xem rồi, rất là mới các nhé. Dàn rất là mới. Dàn bên trong trắng tinh, rất là mới đẹp. Cực đẹp luôn. Máy thì hình thức làm quá đẹp. Tuyệt vời. Siêu khủng long. Con này thì không có nhiều đâu các bác ạ. À. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Con này bên em đang bán 5 triệu 9. Một con máy siêu phẩm, chạy cực khỏe. Các tính năng có hẹn giờ, báo độ ẩm, các thứ đầy đủ. Đây hôm nay độ ẩm cao, nó báo 2 là cao. Các cái tốc độ hút ẩm, các cái chế độ sấy quần áo. Chế độ sấy riêng biệt, áo hút ẩm riêng biệt. Rất dễ sử dụng. Một con máy tuyệt phẩm. Đúng là tiền nào của đó thật. Hình thức thì làm rất là đẹp rồi. Kỹ lưỡng, cẩn thận, sạch sẽ. Thật sự nhìn cái nước sơn nó quá là mê luôn ạ. À. Cực đẹp. Nhìn đứng tuyệt hảo luôn mà chạy rất là êm các bạn ạ. Công suất hút 26 lít nhé. Chỉ nghe tiếng gió thôi. Chạy không có nghe thấy cái tiếng lốc biết kêu cái gì cả. Con em bán 5 triệu 9. Các bác nào chốt các bác alo nhé. Giá chưa phí vận chuyển đâu ạ. Chào các bác.